Long Vương trở lại Giang Thần. Chương 256, cuộc điện thoại của Hứa Tinh. Sau khi Giang Thần cứu Đan Thiến Thiến, rồi rời đi ngay. Trong tình huống bình thường, anh sẽ không muốn ra tay cứu người đâu. Lần này anh cứu người, chỉ là cảm thấy Đan Thiến Thiến không phải người xấu, cũng không có ý đồ xấu. Chỉ dựa vào việc Lỗ Thâm muốn đánh gãy chân anh, Đan Thiến Thiến đã dẫn anh rời đi, anh đã có thể phán đoán được đây là một cô gái tốt bụng. Giang Thần lại đi ăn cơm. Đồng thời lúc đó, Giang Trung, Phố Y, Liễu Thiếu Huy đưa Liễu Sung đến gặp hàng chục thầy thuốc già. Những vị thầy thuốc già này đều lắc đầu, bày tỏ rằng bọn họ hết cách trước bệnh tình của Liễu Sung. Ba, con phải làm sao đây, con vẫn còn chưa kết hôn, con còn chưa chơi đùa đủ, con còn muốn hẹn hò với nhiều phụ nữ hơn nữa. Liễu Sung sắp lo đến bật khóc rồi. Đêm qua, ngôi sao nhỏ gợi cảm đó đã giúp anh ta cả đêm, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Liễu Thiếu Huy cũng rất khó xử. Ông ta đã tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng cũng không còn cách nào cả. Sung Nhi, đừng lo lắng, đông y không được, chúng ta đi tây y, bố sẽ đưa con đến bệnh viện thành phố kiểm tra. Liễu Thiếu Huy đưa Liễu Sung đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra là một số chức năng của cơ thể bị mất đi, dẫn đến mất năng lực ở một số chỗ nào đó, muốn chữa trị tận gốc rất phiền phức, thậm chí có thể nói là không thể. Với kết quả này, Liễu Sung suýt ngất xỉu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Thần chết tiệt. Liễu Thiếu Huy giận dữ chửi rủa. Ba, con cầu xin ba, ba đi tìm Giang Thần bảo anh ta chữa bệnh cho con đi, con không muốn sống cả đời như thế này. Liễu Sung kéo Liễu Thiếu Huy, không ngừng cầu xin. Liễu Thiếu Huy vội vàng nói, Sung Nhi, đừng lo lắng, đừng lo lắng, ngày mai sẽ là đại hội trung y rồi. Đến lúc đó, ở Giang Trung sẽ tập hợp các bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới, nhất định sẽ có người có thể chữa khỏi bệnh cho con. Chuyện này là không thể nào. Cho dù Liễu Thiếu Huy không phải nhân vật lớn gì đó, cũng là một ông chủ nhà giàu có giá trị cả tỷ, làm sao có thể hạ thấp thân phận mà đi cầu xin một đứa con rể ở nhờ nhà vợ được. Sau khi Giang Thần cứu Đan Thiến Thiến, Lỗ Thâm đã đi điều tra thông tin của Giang Thần. Giang Thần cũng có danh tiếng nhất định ở Giang Trung. Điều làm cho anh nổi tiếng không phải là anh lợi hại đến thế nào, mà là vì anh ở rể nhà họ Đường, trở thành con rể ở nhà vợ, là một tên vô dụng. Một biệt thự lớn nào đó ở Giang Trung. Đan Thiến Thiến buồn chán ngồi trên ghế sofa, trước mặt cô ta là hàng chục vệ sĩ đang đứng. Cô ta nhìn mấy chục vệ sĩ trước mặt, bất mãn nói, được rồi, các người lui ra ngoài đi, đây là ở nhà, có thể có nguy hiểm gì chứ, như cái đuôi vậy, phiền chết đi được. Đúng lúc này, Lỗ Thâm đi tới. Cô chủ, tôi đã tìm ra rồi. Đan Thiến Thiến bỗng thấy hứng thú, khích động thốt lên, anh ấy là ai, mau nói cho tôi biết. Lỗ Thâm nói, người cứu cô chủ là Giang Thần, con rể của một gia tộc ở Giang Trung. Gia tộc này là nhà họ Đường, từng là một gia tộc hạng hai, tài sản hơn cũng hơn 1 tỷ nhân dân tệ, nhưng khoảng thời gian gần đây, vợ của Giang Thần là Đường Sở Sở đã đắc tội với một số gia tộc lớn, khiến cho nhà họ Đường bị đàn áp, tiêu diệt hoàn toàn. Lỗ Thâm giải thích rõ từng thông tin mà ông ta đã tìm hiểu được. Từ Đường Sở Sở là cô gái xấu xí đầu tiên ở Giang Trung trở thành cô gái xinh đẹp nhất Giang Trung. Tất cả điều này là vì Giang Thần. Tuy nhiên, Giang Trung đồn đại rằng Giang Thần là một kẻ vô dụng, không ai đề cập đến y thuật của anh. Đan Thiến Thiến sờ cằm, lẩm bẩm thật kỳ lạ, một người có thể trị được vết sẹo cho Đường Sở Sở, một người có thể cứu được tôi, một người như vậy chắc hẳn là phải tinh thông y thuật, làm sao có thể bằng lòng ở rể nhà họ Đường, trở thành một tên vô dụng được. Lỗ Thâm. Cô chủ, cô cứ ra lệnh. Đan Thiến Thiến nói, mang 10 tỷ đi gặp Giang Thần, cảm ơn anh ấy đã cứu mạng, đồng thời lôi kéo anh ấy về đây, tôi muốn hắn làm bác sĩ của ta. Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Lỗ Thâm gật đầu, nhanh chóng rời đi. Đồng thời gọi điện cho chủ nhà đang ở phía bắc xa xăm báo tình hình. Làm theo lời của Thiến Thiến đi, 10 tỷ không là gì đối với nhà họ Đan tôi cả. Nhất định phải khiến cho Giang Thần trở thành bác sĩ riêng của Thiến Thiến. Vâng. Lỗ Thâm cúp điện thoại, nhanh chóng đi tìm Giang Thần. Về phần Giang Thần, anh đã quay trở về nhà họ Đường rồi. Đường Thiên Long và những người khác vẫn chưa rời đi, bọn họ vẫn ở nhà, thảo luận suốt cả một ngày, nhưng không thảo luận được kết quả gì. Giang Thần không thèm để ý tới, anh để cho người nhà họ Đường chịu khổ một chút trước, sau đại hội y học thì mới giúp nhà họ Đường.
anh quay trở lại phòng. Đường Sở Sở đang ngồi ở bên sách, cầm một quyển sách nghiêm túc đọc. Vợ, em đang xem cái gì vậy? Đường Sở Sở đặt sách xuống, cười nói, ở nhà chán không biết làm gì, nên mới mua vài cuốn về đọc. Giang Thần gật đầu tán thưởng, rất tốt. Giang Thần rất hài lòng, Đường Sở Sở không vì chuyện của nhà họ Đường mà cam chịu, đến bây giờ vẫn chưa quên việc học. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Là một số lạ. Anh nhận cuộc gọi. Alo, ai đó? Là tôi, Hứa Tinh. Nghe thấy giọng nói của Hứa Tinh, Giang Thần không khỏi nhíu mày, hỏi, sao vậy, có chuyện gì sao? Từ trong điện thoại truyền đến tiếng mắng mỏ của Hứa Tinh, Giang Thần, có ai đi làm như anh không? Anh cầm 5.000 nhân dân tệ lương cơ bản của thời đại khoa, nhưng lại không đi làm. Đã lâu như vậy rồi, một công việc thôi mà vẫn chưa hoàn thành. Ngoặc kép. Giang Thần cau mày. Hứa Tinh làm sao lại muốn quản cả anh luôn rồi? Đường Sở Sở hỏi, chồng, là ai vậy? Giang Thần nói, à, là Hứa Tinh. Hả? Đường Sở Sở liếc anh một cái, rồi nói, bật loa ngoài. Giang Thần bất lực bật loa ngoài. Giang Thần, làm việc nghiêm túc hơn một chút đi, anh định lấy lương cơ bản 5.000 không à, có nhân viên nghiệp vụ nào như anh không, lập tức đến công ty liền đi, trong vòng nửa tiếng nữa không thấy người, thì anh thu dọn đồ đạc rồi cút đi đi, bíp bíp bíp. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, vẻ mặt bất lực nói, Hứa Tinh là phó giám đốc của thời đại khoa, chịu trách nhiệm mọi chuyện của thời đại khoa, anh là nhân viên nghiệp vụ của một công ty con của thời đại khoa, cô ta là cấp trên của anh, chỉ là anh không hiểu, cô ta đường đường là một phó giám đốc đàng hoàng, làm sao lại quản một quản lý nghiệp vụ bé nhỏ như anh. Đường Sở Sở trách móc, Hứa Tinh dạy dỗ đúng đấy, anh đi làm kiểu gì mà bữa được bữa cái, em chưa hề thấy anh làm việc nghiêm túc, còn không mau đến công ty báo danh đi. Giang Thần bất lực gật đầu, được. Anh muốn xem rốt cuộc là Hứa Tinh muốn làm gì. Anh đi ra ngoài và lái xe đến thành phố mới thời đại khoa. Thành phố mới thời đại khoa, tòa nhà trụ sở thời đại khoa. Một văn phòng lộng lẫy. Hứa Tinh đã tổ chức một cuộc họp, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô ta đã sử dụng đặc quyền của mình để điều tra hồ sơ của Giang Thần, tìm ra thông tin cá nhân và thành tích của anh. Nhìn thấy thành tích của Giang Thần là con số 0. Cô ta không khỏi nhíu mày. Làm sao một người như vậy có thể ăn chùa uống chùa trong công ty được? Cô ta quyết định sẽ dạy dỗ Giang Thần một chút, nên mới gọi điện thoại đến cho anh. Cô ta nhìn thời gian, bây giờ mới 4 giờ chiều, còn một tiếng nữa mới tới giờ tan sở. Giang Thần đến trụ sở thời đại khoa và đi thẳng đến tầng nơi Hứa Tinh đang làm việc. Còn chưa đến phòng làm việc của Hứa Tinh, anh đã bị thư ký của Hứa Tinh chặn lại, này, anh làm gì vậy? Một người đẹp khoảng 20 tuổi nhìn Giang Thần hai tay đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nên ngay lập tức lên tiếng gọi anh lại. Giang Thần nhìn người đẹp đi tới. Cô ta mặc một bộ đồ tây công sở, mái tóc đen dài được trải ngược ra sau đầu, buộc đuôi ngựa, để lộ vầng trán trắng trẻo. Cô ta bước trên giày cao gót đi tới. Cạch cạch cạch. Đôi giày cao gót tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh cạch cạch. Đây là khu vực văn phòng của phó giám đốc. Anh thuộc bộ phận nào vậy? Đến đây làm gì ở? Người đẹp bước tới đã xả một tràn của trách. Giang Thần nhìn cô ta, cười nói, chị gái, tôi tới đây để tìm phó giám đốc Hứa, phó giám đốc bảo tôi đến. Nếu không tin cô cứ đi hỏi. Thư ký của Hứa Tinh nhìn bảng tên trên ngực Giang Thần, không khỏi nhíu mày, một nhân viên nghiệp vụ thôi mà, phó giám đốc Hứa sẽ gặp anh sao? Hứa Tinh là phó giám đốc của thời đại khoa, quản lý các công ty dưới trướng của thời đại khoa. Đến gặp cô ta đều là chủ tịch hội đồng quản trị công ty con. Làm sao một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé lại có tư cách để gặp phó giám đốc Hứa? Chú, đừng làm loạn nữa. Nể mặt chúng ta cùng làm chung công ty, tôi sẽ không làm khó anh. Anh mau đi đi, nếu phó giám đốc Hứa trách tội anh sẽ xong đời đấy. Chú, Giang Thần sờ sờ mũi. Anh già đến thế à? Hôm nay lại bị người khác gọi là chú rồi. Chương 257, đốt thêm 1.000 tỷ nữa. Cô thư ký nhỏ này vẫn rất tốt. Không làm khó Giang Thần. Theo quan điểm của cô ta, Giang Thần chỉ là tò mò, muốn đến khu văn phòng của phó giám đốc xem thử. Thật sự là phó giám đốc Hứa bảo tôi đến. Không tin cô có thể đi hỏi, cô không hỏi thì tôi đi đấy. Phó giám đốc Hứa mà trách tôi xuống, có thể gánh vác được không? Trịnh Thu nhìn thấy Giang Thần không có vẻ như là đang nói dối. Cô ta nghi ngờ liếc nhìn Giang Thần một cái, rồi nói, anh chờ đó,
tôi sẽ đi xác nhận lại một chút. Cô ta bước đi trên đôi giày cao gót đi về phía văn phòng, gõ cửa, gọi, phó giám đốc Hứa, có một nhân viên nghiệp vụ tên là Giang Thần đến nói là do cô bảo anh ta đến. Giọng Hứa Tinh từ trong phòng làm việc truyền ra, cho anh ta vào. Trịnh Thu mới xoay người, đi về phía Giang Thần nói, được rồi, xác nhận rồi, đi thôi. Giang Thần lúc này mới đi về phía văn phòng, trực tiếp đẩy cửa ra. Hứa Tinh là phó giám đốc, văn phòng rất lớn, rộng chừng 500 mét vuông, trang trí rất lộng lẫy. Cô ta ngồi trên ghế văn phòng, bắt chéo chân, nhìn Giang Thần đang đi vào, vẻ mặt cười đùa nói, được mở mang tầm mắt rồi đúng không, đây là văn phòng của phó giám đốc thời đại khoa, nếu không phải tôi gọi anh đến đây, cả đời anh sẽ mãi mãi không thể bước vào văn phòng của phó giám đốc. Giang Thần bước tới, ngồi xuống ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi của văn phòng. Cầm tách trà trên bàn lên và uống. Nói đi, có chuyện gì? Cậu nhóc, đó là trà tôi đã uống rồi. Hứa Tinh đi tới, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn Giang Thần. Ồ, Giang Thần, một tiếng, rồi đặt trà xuống. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh. Hứa Tinh mặc quần áo công sở, tóc dài vén lên, trên người có khí chất giỏi giang. Anh làm việc như thế nào đấy? Cô ta lấy ra một cái bảng thống kê đã in sẵn, ném cho Giang Thần, anh gia nhập công ty cùng ngày với tôi, anh nhìn xem trong khoảng thời gian này anh đã làm được những gì. Phó giám đốc Hứa, cô là phó giám đốc của công ty, lại là người vô cùng bận rộn, tại sao cô lại đi lo chuyện của một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé như tôi? Cho dù hiệu suất của tôi kém, cũng không đến lượt cô lo đâu, đúng không? Vẻ mặt Giang Thần trông bất lực lên tiếng. Anh chỉ là ghi danh ở thời đại khoa vậy thôi. Không ngờ Hứa Tinh lại nghiêm túc như vậy. Hứa Tinh khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, cô ta thay đổi thái độ, hỏi, Giang Thần, anh nói thật cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai, biết cả y thuật lẫn võ công, anh tiếp xúc với Đường Sở Sở rốt cuộc là có mục đích gì? Giang Thần nhìn cô ta. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này lại nghi ngờ về thân phận của anh nữa rồi sao? Anh cười nhẹ nói, tôi có thể có thân phận gì cơ chứ, tôi là một người đi lính rồi giải ngũ về. Thôi đi. Hứa Tinh đột nhiên trở nên nghiêm mặt. Giải ngũ về sao? Nếu là trước đây, Hứa Tinh sẽ tin. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao cô ta có thể tin được? Bây giờ cô ta nhìn thấy ở trên người Giang Thần một sự bình tĩnh và ung dung. Giang Thần là một nhân viên thời đại khoa, nhìn thấy phó giám đốc như cô ta, không hề hoảng sợ mà ngược lại còn bình tĩnh như vậy. Anh có quan hệ gì với Hắc Long? Hứa Tinh đã nói ra câu hỏi trong lòng mình. Hai ngày qua cô ta đã suy đi nghĩ lại. Tất cả mọi chuyện đều rất kỳ lạ. Đều tên là Giang Thần, đều biết y thuật và cả võ thuật. Điểm khác biệt duy nhất là dáng vẻ bên ngoài. Nhưng đối với một người hiểu về y học thì muốn làm mặt nạ ra người lại là một việc hết sức đơn giản. Ngoài ra, Giang Thần còn ở rể nhà họ Đường. Cô ta đã bắt đầu nghi ngờ. Gọi Giang Thần tới, chất vấn công việc là giả, chất vấn thân phận của anh mới là thật. Giang Thần sờ sờ mũi. Cô gái nhỏ này khá nhạy bén, cô ta vậy mà lại liên tưởng anh và Hắc Long lại với nhau. Phó giám đốc Hứa, cô hơi suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao tôi có thể có quan hệ gì với Hắc Long được? Hắc Long đã chết rồi, cả nước Trung Quốc đều đã mặc niệm cho anh ta. Giang Thần nhẹ giọng nói. Thế à? Hứa Tinh có chút không tin. Càng nhìn Giang Thần, cô ta lại càng cảm thấy Giang Thần khác thường. Giang Thần cũng từ Nam Hoang giải ngũ về, cộng thêm một loạt chuyện trước đó, càng phải khiến người ta nghi ngờ. Chuyện Giang Thần đến thời đại khoa nhanh chóng bị Bạch Tố biết đến. Biết rằng Giang Thần đến tìm Hứa Tinh, Bạch Tố cũng rời khỏi văn phòng và đi về phía văn phòng của Hứa Tinh. Tổng giám đốc Bạch. Trên đường đi, mọi người trong công ty đều kính cẩn chào hỏi. Bạch Tố mặc kệ, đến phòng làm việc của Hứa Tinh, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai đấy? Hứa Tinh đang nhìn Giang Thần chằm chằm, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta quay đầu lại hỏi, không thấy tôi đang bận sao? Anh Giang, là tôi, Bạch Tố. Tiếng của Bạch Tố từ ngoài cửa truyền đến. Một tiếng, anh Giang, khiến Hứa Tinh chết lặng rồi. Giang Thần cũng nhíu mày, Bạch Tố đến rồi sao? Sau khi Hứa Tinh hơi giật mình, cô ta liếc nhìn Giang Thần đang ngồi trên sofa, sau đó đích thân đi tới mở cửa, tươi cười chào hỏi Bạch Tố, chủ tịch hội đồng quản trị, sao cô lại tới đây, mời vào. Bạch Tố bước vào phòng làm việc, bước đi trên đôi giày cao gót, tới chỗ Giang Thần, vẻ mặt cung kính, anh Giang, anh đến công ty,
sao lại không nói trước với tôi một tiếng để tôi ra đón tiếp anh? Giang Thần hơi giang hai tay, nói tôi cũng không muốn tới lắm. Là phó giám đốc hứa cho rằng thành tích của tôi không đạt tiêu chuẩn, cho nên mới tới chất vấn tôi đây. Hả? Hứa Tinh đã rối tung lên. Đây là chuyện gì thế này? Bạch Tố, chủ tịch hội đồng quản trị của thời đại khoa, gọi Giang Thần là anh Giang. Cái tên này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Bạch Tố quay đầu nhìn Hứa Tinh, trên mặt còn đang lộ ra vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói, phó giám đốc Hứa, cô thật sự kính nghiệp quá nhỉ. Là phó giám đốc, mà ngay cả thành tích của một nhân viên nghiệp vụ cô cũng quan tâm đến à? Tôi, chủ tịch hội đồng quản trị, không phải như vậy, cô nghe tôi giải thích đã. Hứa Tinh hoảng sợ, nhanh chóng lên tiếng muốn giải thích. Giang Thần hơi xua tay, nói, quên đi, cũng không có chuyện gì đâu. Vâng. Bạch Tố lúc này mới không truy cứu nữa, vẻ mặt tràn ngập sự cung kính nói, anh Giang, chuyện xảy ra ngày hôm qua là do sơ suất của tôi. Sau này chuyện mà anh phân phó, tôi nhất định sẽ tận lực tận tân. Một chút chuyện nhỏ nhặt thôi, không cần để bụng, người nhà họ Đường quá tự cao tự đại, để bọn họ chịu khổ một chút cũng tốt. Vâng. Bạch Tố không dám nói một chữ, không. Trái tim Hứa Tinh nổi lên một trận cuồng phong. Giang Thần này. Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa. Không dám phỏng đoán thân phận của Giang Thần. Nhân tiện, Giang Thần đột nhiên mở miệng hỏi, những công ty nào gần đây đang tiến hành đè ép thời đại khoa? Bạch Tố liếc nhìn Hứa Tinh, hỏi, còn ngây ra đó làm gì, không mau báo cáo chuyện của công ty cho anh Giang biết. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hứa Tinh liếc nhìn Giang Thần một cái. Cô ta gọi Giang Thần đến là để hỏi về năng suất của anh. Tại sao bây giờ cô ta ngược lại phải báo cáo chuyện của công ty cho Giang Thần nghe? Trong lòng chấn động, nghi ngờ, khó hiểu. Chủ tịch hội đồng quản trị đã lên tiếng rồi, cô ta cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng trả lời. Gần đây, quả thật có rất nhiều công ty đang đối đầu với thời đại khoa, bao gồm Thương hội Vĩnh Hằng, Thương Minh Nam Tỉnh và một số công ty nổi tiếng trong nước. Hiện tại mỗi ngày công ty đều đang đốt tiền, trong tài khoản của công ty không có nhiều tiền vốn có thể sử dụng được. Mà bây giờ công ty lại đang sắp xếp, kiểm tra hàng hóa hải quan ngẫu nhiên hoàn toàn, đồng thời muốn xây dựng một công ty liên quan đến thực phẩm, quần áo, nhà ở, giao thông, một công ty liên quan chặt chẽ đến con người. Hứa Tinh nhanh chóng giới thiệu. Giang Thần cẩn thận nghe. Tất cả những chuyện đều nằm trong dữ liệu của anh. Hứa Tinh nói tiếp, các gia tộc lớn ở Kinh Đô hợp lực mua một mảnh đất ở ngoại ô Giang Trung, muốn xây dựng một thành phố mới. Bây giờ, rất nhiều công ty đều đã tạm thời nộp đơn xin đặt trụ tại thành phố mới rồi, đều đang chờ xem tình hình. Giang Thần gật đầu và nói, lát nữa, tôi sẽ chuyển 1.000 tỷ vào tài khoản công ty trước. Nên triển khai thế nào thì cứ triển khai, nên kiểm tra thế nào thì cứ kiểm tra. Trong thời gian ngắn không cần phải có lãi. Nhưng điều tôi muốn là xây dựng một đế quốc thương mại thực sự. 1.000 tỷ. Bạch Tố và Hứa Tinh đều bị sốc. Giang Thần cười nhẹ, nói, nếu như đốt 1.000 tỷ này mà vẫn không làm nên trò trống gì, thì phó giám đốc như cô đã tận lực rồi. Vâng, vâng, vâng. Hứa Tinh lập tức gật đầu. Bạch Tố nói, anh Giang, không quấy rầy anh nữa, tôi đi làm trước đây. Giang Thần hơi xua tay, đi đi. Sau khi Bạch Tố đi rồi, Hứa Tinh mới hồi thân lại, nhìn Giang Thần, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, anh vậy mà là ông chủ đứng sau của thời đại khoa, Bạch Tố chỉ là bù nhìn, một người nghe theo lệnh anh để làm việc. Rốt cuộc anh là ai? Cô nhìn chằm chằm vào Giang Thần, cố gắng nhìn thấu anh. Chương 258, từ chối 10 tỷ. Giang Thần sờ sờ mũi, hỏi, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Rốt cuộc anh là người như thế nào? Hứa Tinh lại chất vấn. Thân phận mà Giang Thần tiết lộ hôm nay nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ta, lật đổ nhận thức của cô ta. Ai có thể nghĩ tới một người tình nguyện làm con rể cho nhà họ Đường vậy mà lại là ông chủ đứng sau thời đại khoa. Không kể đến việc đã đầu tư hàng nghìn tỷ mua thành phố mới thời đại khoa, bây giờ anh lại lấy ra hàng nghìn tỷ để bố trí, muốn tạo thành một đế quốc thương mại. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Hứa Tinh không thể tưởng tượng được. Giang Thần cười nhẹ, nói tôi còn có thể là ai được nữa chứ? Tôi là Giang Thần, con rể ở nhà vợ của nhà họ Đường gia, là chồng của Đường Sở Sở. Không, Hứa Tinh phản bác, nói anh là Hắc Long, anh là Hắc Long Giang Thần. Giang Thần sửa lại, Hắc Long đã chết rồi, làm sao tôi có thể là Hắc Long được, nhân tiện còn có chuyện gì không, nếu không sao, tôi đi trước đây.
Giang Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đừng lại! Hứa Tinh hét lên. Giang Thần nhìn cô ta, trên mặt nở nụ cười đùa giỡn, cô còn muốn chất vấn tôi về chuyện bảng thành tích số không sao, hay là muốn sa thải tôi? Hứa Tinh muốn nói, ừ. Nhưng cô ta không đủ can đảm để nói ra điều đó. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không phụ lòng mong đợi của anh. Cuối cùng cô ta đã nói ra một câu như vậy. Bây giờ, rốt cuộc cô ta cũng đã hiểu tại sao cô ứng tuyển vào vị trí quản lý bộ phận nhưng cuối cùng lại trực tiếp trở thành phó giám đốc. Tất cả chuyện này đều được Giang Thần chấp thuận, nếu Giang Thần không gật đầu thì cô ta làm sao có thể ngồi lên vị trí phó giám đốc được. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật buồn cười. Một nhân vật siêu cấp lớn, cô ta vậy mà lại cho là người ta là đồ vô dụng. Lần đầu tiên cô ta nhìn nhầm người. Ừm. Giang Thần gật đầu, không nói gì thêm, liền xoay người rời đi. Hứa Tinh nhìn Giang Thần đang rời khỏi phòng làm việc, mãi cho đến khi Giang Thần mở cửa bước ra, cô ta yếu ớt ngồi trên sofa trong khu nghỉ ngơi, lúc này vẻ mặt cô ta rất phức tạp, không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Rốt cuộc anh là một người như thế nào? Hứa Tinh dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Giang Thần, người đã ở rể cho nhà họ Đường, thực sự là người mua thành phố mới thời đại Khoa, là ông chủ đứng sau của tập đoàn thời đại Khoa. Kể từ lần trước ở làng Long Tuyền, cô ta đã nghi ngờ Giang Thần rồi. Cô ta liên kết Giang Thần và Hắc Long lại với nhau, cho rằng anh là Hắc Long, nhưng hiện tại xem ra anh không phải Hắc Long, mà lại có lai lịch khác. Chỉ là cô ta không thể hiểu được rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào. Đúng là một người đàn ông giống như một vị thần. Hứa Tinh lẩm bẩm nói nhỏ. Ngay khi Giang Thần đi ra khỏi tòa nhà thời đại Khoa, bên ngoài có một chiếc Rolls Royce chạy đến, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, nhanh chóng đi về phía Giang Thần. Anh Giang! Người đàn ông trung niên cung kính nói. Giang Thần nhìn Lỗ Thâm xuất hiện, nhàn nhạt nói, sao thế, có chuyện gì sao? Lỗ Thâm lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho anh, đây là tấm chi phiếu 10 tỷ nhân dân tệ. Cảm ơn anh Giang đã cứu cô chủ, đồng thời đây cũng là phí thuê anh Giang làm bác sĩ riêng cho cô chủ. 10 tỷ. Giang Thần khá ngạc nhiên. Trên khắp cả nước, không nhiều người có thể dễ dàng lấy ra 10 tỷ nhân dân tệ tiền mặt như vậy. Đan Thiến Thiến này rốt cuộc có lai lịch là gì, vậy mà lại có thể lấy ra 10 tỷ nhân dân tệ để cảm ơn anh. Tuy nhiên, anh không thiếu tiền. Tiền bạc đối với anh mà nói chỉ là một con số mà thôi. Không hứng thú. Giang Thần không chút động lòng, lãnh đạm nói, cứu cô ta, chỉ là cô ta may mắn, tình cờ gặp được tôi, chỉ vậy thôi. Nói xong, Giang Thần xoay người rời đi. Lỗ Thâm cau mày. Đó là 10 tỷ đấy. 10 tỷ đối với một người bình thường mà nói là thứ có sức cám dỗ chí mạng. Từ đó đến giờ không biết có bao nhiêu người hy sinh mạng sống của mình vì tiền. Nhưng bây giờ ông ta cho không 10 tỷ nhân dân tệ, nhưng Giang Thần vậy mà lại không thèm. Chẳng lẽ anh ta thật sự là chuyên gia của thế giới bên ngoài, không quan tâm đến danh lợi? Ông ta khẽ giọng thì thầm. Giang Thần rời khỏi thời đại Khoa, cũng không quay về, mà đến bệnh viện quân khu thăm Tiểu Hắc. Lỗ Thâm cũng quay về. Giang Trung, trong một căn biệt thự lớn nào đó. Cô chủ, anh ta từ chối rồi. Cái gì, từ chối rồi? Khuôn mặt Đan Thiến Thiến tràn ngập sự ngạc nhiên, giọng nói của cô ta cũng cao lên đến 80 decibel, 10 tỷ nhân dân tệ, vậy mà lại từ chối sao? Vâng ạ, tôi rất khó hiểu, đó là 10 tỷ nhân dân tệ. Anh ta làm việc trong tập đoàn thời đại Khoa, lương cơ bản cũng chỉ có 5.000, cộng với tiền hoa hồng phần trăm, một tháng có thể kiếm được 20.000 tệ, hơn nữa bây giờ nhà họ Đường đã phá sản rồi, lẽ ra anh ta đang rất cần số tiền này, vậy tại sao anh ta lại từ chối chứ? Lỗ Thâm không hiểu nổi. Cô chủ, lẽ nào hắn thật sự là cao nhân thế giới khác, không quan tâm đến danh lợi? Đan Thiến Thiến liếc nhìn Lỗ Thâm, ông ngốc à, trên đời còn có người như vậy sao? Lỗ Thâm suy nghĩ một chút, trên đời thật sự không có người như vậy, cũng không có người có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn của tiền bạc. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có một khả năng. Hả, Đan Thiến Thiến nhìn ông ta. Lỗ Thâm phân tích, anh ta biết cô chủ đến từ phương Bắc, là người của nhà họ Đan ở phương Bắc, biết thế lực của nhà họ Đan. Không phải anh ta không thích mấy chục tỷ, mà anh ta muốn nhân cơ hội này để đòi thêm nhiều tiền hơn. Ngoặc kép. Ừm. Đan Thiến Thiến trầm ngâm, rất có thể là như vậy. Ngay lập tức liền nói, Lỗ Thâm, tôi nhắc nhở ông, anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho tôi có thể sống sót hay không toàn bộ đều phụ thuộc vào anh ta.
dù cho có đưa bao nhiêu tiền, cũng phải mang được anh ta đến đây cho tôi. Lỗ Thâm gật đầu nói, cô chủ, tôi đã thông báo cho ông chủ rồi. Ông chủ lùi hết công việc trong tay chạy đến đây ngay rồi. Dự kiến trước khi trời tối sẽ tới được Giang Trung. Cả chiều nay, Giang Thần ở trong bệnh viện với Tiểu Hắc. Thể chất của Tiểu Hắc rất tốt, vượt xa người thường, khả năng tự phục hồi của cơ thể anh ta rất mạnh, gấp mấy lần người thường, trạng thái tinh thần của anh ta từ khi tỉnh dậy cũng rất tốt. Chỉ là anh ta muốn hút thuốc. Văn Tâm chăm sóc cho anh ta dù có nói thế nào cũng không cho. Mãi cho đến khi Giang Thần đến, anh ta mới được hút thuốc. Trời nhanh chóng về đêm. Giang Thần cũng rời khỏi bệnh viện quân đội và trở về nhà họ Đường. Đồng thời, tại căn biệt thự của nhà họ Đan, dưới sự hỗ trợ của một nhóm vệ sĩ, một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, cơ thể khá cường tráng, râu ria xồm xoàm, trông có vẻ hơi hoang dã. Một người có vẻ ngoài hoang dã như vậy lại có lai lịch không tầm thường. Ông ta là bá chủ của phương Bắc. Một ông chủ giàu nứt đô đổ vách, kiểm soát tất cả việc kinh doanh quặng ở phía Bắc. Dưới trướng của ông ta có mỏ than, mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, chỉ cần là thứ dưới đất khai quật lên, ông ta gần như đều động tay đến. Bố! Đan Thiến Thiến chạy về phía người đàn ông thô lỗ, bổ nhào vào vòng tay của ông ta. Ha ha, Thiến Thiến! Đan Chiến cười to, ôm Đan Thiến Thiến lên. Ông chủ, Lỗ Thâm cung kính lên tiếng. Đan Chiến đặt Đan Thiến Thiến xuống và hỏi, Lỗ Thâm, rốt cuộc là ai đã cứu Thiến Thiến? Lỗ Thâm nói thật, anh ta tên là Giang Thần. Ông ta nói rõ mọi chuyện của Giang Thần ra, thậm chí còn nói về tình cảnh hiện tại của nhà họ Đường, hơn nữa còn kể chuyện Giang Thần từ chối không nhận tờ chi phiếu 10 tỷ nhân dân tệ. Ồ, vậy sao, còn có người có thể từ chối 10 tỷ nhân dân tệ sao? Đan Chiến cũng rất kinh ngạc. Đan Thiến Thiến làm nũng nói, bố, anh ấy đã cứu con không quan tâm, bất kể bố dùng cách gì, cũng phải mang anh ấy đến đây cho con. Đan Chiến sờ lên mái tóc đen của cô ta, cười nói, Thiến Thiến cứ yên tâm đi, bố nhất định sẽ đưa cậu ta tới đây. Lỗ Thâm, ông chủ, ông cứ ra lệnh. Giúp tôi hẹn với người phụ trách của nhà họ Hứa, nhà họ Ngụy, tôi muốn gặp bọn họ. Vâng, Lỗ Thâm lập tức đi thu xếp. Chương 259, luôn có người không có mắt. Giang Thần trở về nhà. Đường Thiên Long và những người khác cuối cùng đã rời đi. Đường Sở Sở thay một bộ váy bó sát, trang điểm nhẹ, tóc được tạo kiểu cẩn thận, từ mái tóc dài đen thẳng chuyển thành tóc xoăn gợn sóng. Cô mặc một chiếc váy trắng cổ chữ V, trên cổ đeo một sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Phối hợp với chiếc cổ trắng ngần trông rất quyến rũ. Giang Thần nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, bất giác hỏi, vợ, em định đi ra ngoài à? Đường Sở Sở gật đầu, Hà Tâm muốn mời tôi đi ăn tối. Cô ấy đã giúp nhà họ Đường được một việc lớn, dù như thế nào cũng phải gặp mặt cảm ơn em ấy chứ. Giang Thần cũng chưa ăn, cười nói, anh có thể đi ăn trực được không? Muốn đi thì cứ đi thôi. Đường Sở Sở không từ chối. Được. Sau khi Giang Thần vào nhà, còn chưa kịp ngồi anh lại đi ra ngoài. Hai người đã cùng nhau ra ngoài. Giang Thần đã lái xe ra khỏi tiểu khu. Vợ, em đi đâu vậy? Đường Sở Sở nói, nhà hàng Duyệt Lai Quân. Được. Giang Thần mở dẫn đường, tìm kiếm nhà hàng Duyệt Lai Quân rồi lái xe đến đó. Nhà hàng Duyệt Lai Quân cũng khá nổi tiếng ở Giang Trung, tuy không bằng Mỹ Vị Hiên nhưng giá cả ở đây bình dân hơn và kinh doanh cũng sôi nổi hơn. Trước cửa của Duyệt Lai Quân, một người phụ nữ vóc dáng mảnh mai đang đứng ở đó. Cô ta cao khoảng 1,78m, mặc quần áo giản dị, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, trên người mang theo khí chất thanh xuân phơi phới. Cô ta là Hà Tâm. Hà Tâm nhìn trái nhìn phải. Chẳng mấy chốc, Giang Thần và Đường Sở Sở đã xuất hiện trong tầm mắt. Cô ta lon ton chạy tới, nắm lấy tay Đường Sở Sở, chị Sở Sở, anh rể, anh cũng tới à? Giang Thần cười nói, có người mời khách, anh đến ăn một bữa miễn phí, em không để bụng chứ? Làm gì có, em vui còn không kịp nữa là. Hà Tâm cười nói. Cô ta nắm tay Đường Sở Sở đi về phía nhà hàng, đi thôi, em đã đặt bàn rồi. Bây giờ đang là giờ ăn tối, không có phòng riêng. Em đã đặt đại sảnh rồi. Không thành vấn đề, chỗ nào cũng được. Giang Thần hơi xua tay. Cả ba cùng nhau vào nhà hàng. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, anh đến bàn do Hà Tâm đặt sẵn. Hà Tâm cầm thực đơn đưa cho Giang Thần, anh rể, anh muốn ăn gì?
Giang Thần tiện tay đưa cho Đường Sở Sở, nói, vợ, em gọi món đi. Đường Sở Sở nhận lấy, gọi một ít món ăn kèm rồi đưa cho Hà Tâm. Hà Tâm làm việc ở thời đại khoa, còn là người phụ trách chính của một bộ phận, mức lương rất khách quan, cô ta rất thoải mái gọi một số món. Sau khi gọi món xong, vẻ mặt Đường Sở Sở rất cảm kích, Hà Tâm, cảm ơn em, lần này nếu không có em, nhà họ Đường thậm chí còn không có để chỗ ở. Hà Tâm biết chuyện này từ lâu rồi, nên mỉm cười, không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giang Thần ngồi sang một bên, không lên tiếng, nghe hai người tán gẫu. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Giang Thần đã đói rồi, bất chấp hình tượng của mình ngốn nga ngốn nghiến. Bữa ăn được nửa chừng, một vài cậu ấm ăn mặc thời trang bước vào. Một trong những cậu ấm trẻ tuổi này, Hà Tâm cũng có biết, chính là La Phong, người đang theo đuổi cô ta. Trong khoảng thời gian này, La Phong đã quấy rầy cô ta. La Phong dường như biết cô ta đang ăn uống ở đây, sau khi vào nhà hàng, anh ta trực tiếp đi về phía Hà Tâm. Mời một vài người bạn ngồi xuống bàn bên cạnh Hà Tâm, còn anh ta đứng dậy, đi về phía Hà Tâm, nở nụ cười hào phóng nói, Tiểu Tâm, thật trùng hợp, em cũng ăn cơm ở đây à? Hà Tâm không khỏi cau mày, nói tại sao tôi đi đâu cũng có thể gặp được anh thế, La Phong, anh đang phái người theo dõi tôi sao? Làm sao có thể được? La Phong phản bác lại, anh thề là tuyệt đối không có, chắc chỉ là trùng hợp, hoặc là duyên phận. La Phong, người đẹp này là ai? Sao cậu không giới thiệu một chút đi? Một người đàn ông đứng dậy, nhìn Hà Tâm, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, rồi tự giới thiệu, người đẹp, xin chào nhé. Tôi là Trương Thịnh, cha tôi là Trương Trường Thiên, tập đoàn Vạn Thịnh là của nhà chúng tôi. Ngoặc kép, Trương Thịnh tự khai ra phả. Hà Tâm khinh thường không quan tâm. La Phong mỉm cười giới thiệu, anh Trương, cô ấy tên là Hà Tâm, là bạn gái của tôi. Sắc mặt Hà Tâm lập tức tối sầm lại, La Phong, anh đừng có mà không biết xấu hả, ai là bạn gái của anh? Hiện tại không phải, sau này sẽ phải. La Phong ra mặt rất dày, hoàn toàn không hề xấu hổ, lớn giọng nói, sớm muộn gì em cũng sẽ là bạn gái của anh. Ồ, đây không phải là Đường Sở Sở sao? Khi Trương Thịnh nhìn thấy Đường Sở Sở, hai mắt anh ta không khỏi sáng lên. Khoảng thời gian này, Đường Sở Sở đã có tiếng vang lớn ở Giang Trung. Đầu tiên cô được đánh giá là mỹ nhân số một Giang Trung, sau đó cô có một người chồng vô dụng, sau đó này cô lại đính hôn với Ngụy Chi của nhà họ Ngụy, nhưng cô lại hủy bỏ hôn ước, khiến nhà họ Đường bị trả thù, hoàn toàn phá sản, Sa Cơ trở thành một gia tộc cấp thành. Ánh mắt Trương Thịnh dừng ở trên người Đường Sở Sở, lướt mắt nhìn toàn thân cô một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đường Sở Sở, tôi nghe nói nhà họ Đường đã bị phá sản rồi, nhà họ Đường đang nợ nần chồng chất. Lại đây uống vài ly, tôi sẽ cho cô vài triệu, được không hả? Ha ha! Mấy cậu ấm đi cùng cũng không khỏi bật cười phá lên. Anh Thịnh, Đường Sở Sở bây giờ không đáng giá mấy triệu đâu, ăn chung một bữa cơm cho mấy trăm tệ là đã hết mức rồi. Cho dù mất ngủ cùng một đêm cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu. Đường Sở Sở, tôi sẽ cho cô 30.000 tệ. Buổi tối đến ngủ với tôi nhé. Nhóm người mở miệng trêu chọc. Sắc mặt Đường Sở Sở tối sầm lại. Hà Tâm đen mặt nhìn đám người La Phong, mắng cút đi. Giang Thần đang vùi đầu ăn cơm, đặt đũa xuống, cầm khăn giấy trên bàn lên, lau vết dầu mỡ trên miệng, bình tĩnh đứng dậy. Chồng, anh định làm gì? Đường Sở Sở kịp thời kéo anh lại, khuyện nhủ, miệng là ở trên người bọn họ muốn nói gì thì nói, cứ coi như không nghe thấy là được, đừng đánh nhau. Đường Sở Sở biết tính khí của Giang Thần. Nói một câu không lọt lỗ tai là sẽ đánh người ngay. Khoảng thời gian này, đã đánh không ít người, gây ra rất nhiều chuyện rồi. Cũng mang đến không ít phiền phức cho nhà họ Đường. Giang Thần đứng lên, nhìn La Phong, Trương Thịnh cùng những người khác, rồi đi tới, vặn cổ áo La Phong, kéo anh ta lên, ném anh ta một cái mạnh ra xa vài mét, ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó, anh túm tóc Trương Thịnh và đập mạnh vào tường. Cú đập này khiến đầu của Trương Thịnh bị vỡ, chảy máu, hoa mắt chóng mặt. Bỏ lại Trương Thịnh phía sau, anh nhấc chân lên đá. Những người khác đều đã bị đá bay đi. Giang Thần ra tay nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Nhóm cậu ấm ngay lập tức ngã xuống. Anh vỗ vỗ tay, ngồi xuống, mỉm cười với Đường Sở Sở đang nhăn mặt, đã yên tĩnh hơn nhiều rồi. Giang Thần, anh làm gì vậy, đã nói với anh là không được gây chuyện rồi mà.
sắc mặt Đường Sở Sở tái xanh. Những người này đều là những người có lai lịch. Đặc biệt là Trương Thịnh, đây là con trai của Trương Trường Thiên, còn tập đoàn Vạn Thịnh của Trương Trường Thiên ở Giang Trung chỉ đứng sau các tập đoàn như Thiên Quân, Trường Sinh. Đúng lúc này, bảo vệ của nhà hàng vội vàng chạy tới. Sau đó lạnh giọng quát, ai đang gây chuyện ở Duyệt Lai Quân. Khi bảo vệ đến, một người đàn ông mặc vest cũng đi đến. La Phong, Trương Thịnh và những người khác đã bò đứng lên. Trương Thịnh ôm cái đầu bị đập vỡ, hai tay bê bết máu, vẻ mặt của anh ta trông rất dữ tợn gầm lên, quản lý Nhậm, đánh gãy chân cái tên này cho tôi. Nhậm Đông, quản lý của Duyệt Lai Quân ngay lập tức ra lệnh, đánh cho tôi. Hơn chục nhân viên bảo vệ cầm roi điện chen chúc nhau lao về phía Giang Thần, vì sợ mình sẽ chậm trận. Giang Thần đập bàn, chống tay lên bàn, lập tức nhảy ra ngoài, hai người xông vào trước liền bị một cú đá của anh ngã văng xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Sau đó nhanh chóng ra tay. Những nhân viên bảo vệ này làm sao có thể là đối thủ của anh được. Trong vòng chưa đầy một phút, hơn chục nhân viên bảo vệ đã nằm lăn ra đất than khóc. Giang Thần vẻ mặt trông rất bất lực. Anh đang ăn cơm yên ổn thôi, sao lại có nhiều tên nhóc không có mắt cứ nhất quyết phải tới trêu chọc vợ anh. Giang Thần, cái đồ rác rưởi, anh xong đời rồi. Trương Thịnh một tay cầm một ít cái khăn giấy ôm cái đầu đã bị đập vỡ, một tay chỉ vào Giang Thần. Hung hăng chửi bới, anh đã gây chuyện rồi, đã gây chuyện lớn rồi. Chương 260, có gì thì cứ nhắm vào tôi. Nhậm Đông, quản lý của Duyệt Lai Quân nhìn thấy bảo vệ bị đánh ngã xuống đất, nên nổi trận lôi đình, thằng nhóc này, mày xong rồi, mặc kệ mày có lai lịch thế nào, mày dám đánh người ở chỗ Duyệt Lai Quân là mày tiêu đời rồi. Nói xong, Nhậm Đông gọi điện thoại. Ông chủ, có người gây sự ở nhà hàng, là con rể ở rể của nhà họ Đường, Giang Thần. Bây giờ là giờ cơm, trong nhà hàng vô cùng đông đúc. Bỗng nhiên xảy ra chuyện ẩu đả nhau, người đến ăn cơm đều sợ bị liên lụy, mau chóng rời đi. Chỉ có một vài người to gan là dám quan sát từ xa. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra, lén quay lại cảnh tượng vừa rồi. Mặt Đường Sở Sở tỏ vẻ bất lực và tuyệt vọng. Giang Thần cái gì cũng tốt, chỉ là thích động tay động chân. Cô biết Giang Thần vì cô nên mới ra mặt, nhưng lần nào cũng như vậy. Lần nào cũng đánh người, mang lại rất nhiều phiền phức cho nhà họ Đường. Nếu Giang Thần không đánh nhau ở nhà họ Ngụy, nhà họ Đường cũng sẽ không phải trải qua kiếp nạn này. Hà Tâm thì lại tỏ vẻ ung dung. Cô ta biết thân phận của Giang Thần là Hắc Long. Mặc dù bây giờ anh đã từ chức rồi, nhưng cũng còn là ông chủ phía sau của thời đại khoa. Chỉ là vài cậu ấm nho nhỏ, Giang Thần thật sự chẳng để vào mắt. Ông chủ của nhà hàng Duyệt Lai Quân là Hứa Chí của nhà họ Hứa. Hôm nay, một nhân vật tai to mặt lớn đến từ phương Bắc muốn hẹn gặp người phụ trách của nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Trong nhà hàng, trên tầng 3, Hứa Vinh của nhà họ Hứa, người quản lý nhà họ Ngụy hiện giờ Ngụy Viễn Kiên, và cả ông chủ của Duyệt Lai Quân, Hứa Chí đều đang ngồi song song với nhau. Ngồi đối diện ba người là một người đàn ông mặt mũi hung dữ, mặt đầy râu ria. Ngồi bên cạnh ông ta là một người đẹp mặc bộ váy màu đen. Đó là Đan Chiến và Đan Thiến Thiến. Đứng phía sau hai người là Lỗ Thâm. Đan Chiến nhìn người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa, bình thản nói, tôi nghe nói, các người chống đối với nhà họ Đường, ra tay xử lý nhà họ Đường, khiến cho nhà họ Đường phá sản. Hứa Vinh nhíu mày. Nhân vật tai to mặt lớn đến từ phương Bắc này, sao lại hỏi chuyện này? Ngụy Viễn Kiên, người phụ trách nhà họ Ngụy hiện tại bày ra vẻ mặt trầm thấp, lạnh giọng nói, nhà họ Đường là đáng chết. Bởi vì nhà họ Đường, anh hai tôi chết thảm, còn cháu tôi bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cả đời này đều phải ngồi trên xe lăn. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi, tôi phải từ từ giết chết từng người một của nhà họ Đường. Đan Chiến không ngờ, mối thù của nhà họ Đường và nhà họ Ngụy lại sâu như vậy. Ông ta gặp người của hai gia tộc này là muốn hóa giải thù hận, báo đáp ơn cứu mạng của Giang Thần với con gái ông ta. Con rể của nhà họ Đường, Giang Thần có ơn cứu mạng với con gái tôi. Hai người có thể nể mặt Đan Chiến tôi mà hóa giải chuyện này, đừng truy cứu trách nhiệm của nhà họ Đường nữa hay không? Đan Chiến mở miệng, nói ra mục đích của chuyến đi lần này. Sắc mặt của Hứa Vinh cũng trầm xuống, nói, Đan Chiến, ông có biết Giang Thần là người thế nào không? Hả? Đan Chiến cảm thấy hứng thú, hỏi, tôi thật sự không biết, xin được nghe chi tiết. Hứa Vinh mở miệng nói, cậu ta là Hắc Long đã bị giáng trước đó. Trước kia khi cậu ta còn là Hắc Long,
đã từng lợi dụng quyền lực trong tay để đàn áp Thương Minh năm tỉnh, dùng giá thấp để cưỡng ép mua lại thành phố mới thời Đại Khoa. Ngụy Viễn Kiên gật đầu, nói hùa theo, cộng thêm lần trước Giang Thần khiến cho nhà họ Ngụy tôi không ai được yên, đây là mối ân oán khó có thể hóa giải được. Đan Chiến bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là Hắc Long, người ta đồn Hắc Long có sức mạnh vô địch, y thuật đứng đầu thế giới, quả nhiên không phải là giả, khó trách cậu ấy lại chẳng thèm để 10 tỷ vào mắt, thì ra cậu ấy là ông chủ phía sau của thời Đại Khoa. Đan Thiến Thiến cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta không ngờ, người cứu cô ta lại là Hắc Long. Người đã từng là thống soái Nam Hoang. Không phải anh đã chết rồi sao? Không phải anh đã chết ở ngoại ô Thiên Sơn ở Nam Hoang rồi sao? Mấy hôm trước cả nước còn khóc tang cơ mà. Sao anh lại còn sống được? Sau khi biết thân phận thật sự của Giang Thần, Đan Chiến cũng trở nên khó xử. Đây đúng là mối thù khó có thể hóa giải được. Nếu đổi lại là ông ta cũng sẽ đối đầu với Giang Thần cho đến cùng. Nếu chỉ là ân oán bình thường, chỉ cần ông ta ra mặt thì chắc chắn sẽ có thể hóa giải được. Nhưng đây lại là mối thù khó có thể hóa giải. Mặc dù ông ta có chút thế lực ở phía Bắc, nhưng Thương Minh năm tỉnh cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Ông ta chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Đan Chiến mở miệng nói, hai người muốn thế nào mới có thể hóa giải ân oán này? Không cách nào hóa giải. Tuyệt đối không thể nào. Ngụy Viễn Kiên và Hứa Vinh cùng lúc mở miệng. Nếu đã như vậy thì thôi, xem như họ Đan tôi chưa từng đến đây vậy. Đan Chiến cũng không nói nhiều, đứng dậy, ra lệnh đi. Vào lúc này, Hứa Chí nhận được điện thoại. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nói, bố, có người gây sự trong tiệm cơm. Hả, là ai? Hứa Vinh hỏi. Hứa Chí nhìn Đan Chiến đứng dậy định rời đi, hơi do dự, nói, là Giang Thần. Bốp. Hứa Vinh vỗ một cái bốp lên mặt bàn, sau đó đứng dậy, tên khốn này, bố còn chưa đến tìm cậu ta đã đến nhà hàng nhà họ Hứa chúng ta kiếm chuyện rồi, đi, xuống dưới xem coi sao. Đan Chiến cũng nghe thấy những lời này, bất giác nhíu mày. Đan Thiến Thiến kéo Đan Chiến, làm nũng nói, bố đã hứa với con là bảo Giang Thần làm bác sĩ riêng của con rồi mà. Mặt Đan Chiến mang theo vẻ khó xử. Nếu là người bình thường, ông ta chắc chắn có thể giải quyết. Nhưng đây là Hắc Long, người đã từng là chủ soái Nam Hoang, một trong ngũ đại soái của Trung Quốc. Mặc dù bây giờ đã từ chức rồi, nhưng anh vẫn là ông chủ phía sau của thời Đại Khoa, giá trị con người không hề thấp hơn ông ta. Thiến Thiến, chuyện này. Con mặc kệ, Đan Thiến Thiến làm ầm lên. Được rồi, xuống dưới xem sao trước đã. Tầng 1. Giang Thần nhìn Trương Thịnh, La Phong, và quản lý của nhà hàng, Nhậm Đông. Hờ hững nói, trái lại tôi muốn nhìn coi, các người làm sao khiến tôi tiêu đời. Xin lỗi. Đường Sở Sở đứng ra, tỏ vẻ áy náy, cúi người, xin lỗi, cậu La, cậu Trương, thật sự xin lỗi, tôi thay mặt Giang Thần xin lỗi hai cậu. Vợ à, em làm cái gì vậy? Giang Thần kéo Đường Sở Sở lại, trên mặt mang theo sự bất mãn, nói em xin lỗi cái gì, người nên xin lỗi là bọn họ mới đúng. Trương Thịnh lạnh giọng hét lên, Đường Sở Sở. Cô tưởng chỉ cần xin lỗi là xong sao, tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu, không giết chết Giang Thần, tôi sẽ không mang họ Trương. Lúc này, một hàng người từ trên lầu đi xuống. Nhậm Đông mau chóng chạy về phía Hứa Chí, chỉ vào bảo vệ vẫn còn đang nằm dưới đất chưa bò dậy được, rồi lại chỉ vào Giang Thần, ông chủ, chính là anh ta, con rể của nhà họ Đường, Giang Thần. Đường Sở Sở nhìn thấy người đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô tuyệt vọng rồi. Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa vẫn còn đang báo thù nhà họ Đường, bây giờ lại đắc tội với người nhà họ Hứa. Xong rồi, thật sự xong rồi. Giang Thần cũng nhìn thấy người đang đi đến. Anh còn chưa đi tìm nhà họ Hứa, người nhà họ Hứa đã tự mình dâng đến cửa rồi. Hôm nay, anh phải phá giới, giải quyết triệt để những rắc rối của nhà họ Đường. Vợ à, em đi trước đi. Sao em có thể đi được? Đường Sở Sở sắp khóc rồi. Cô bước lên trước quỳ xuống, muốn quỳ xuống nhận lỗi với người nhà họ Hứa đang đi đến. Giang Thần kéo cô lại, cưỡng ép kéo cô đứng dậy, căn dặn, Hà Tâm, em đưa Sở Sở về trước đi. Vâng. Hà Tâm gật đầu. Cô ta biết thân phận của Giang Thần, nên cũng chẳng có gì lo lắng. Chị Sở Sở, đi thôi. Cô ta kéo Đường Sở Sở đi. Giang Thần, Đường Sở Sở kêu to. Giang Thần mỉm cười với cô, về trước đi, không sao đâu.
người nhà họ Hứa cũng không ngăn cản, để mặc cho Hà Tâm đưa Đường Sở Sở rời đi. Hứa Chí nhìn những bảo vệ vừa đến, dặn dò, đuổi hết khách đi, tất cả chi phí của ngày hôm nay, Duyệt Lai Quân sẽ chi trả. Bảo vệ mau chóng đi đuổi người. Đan Thiến Thiến mau chóng chạy tới, kéo tay Giang Thần, trên mặt mang theo sự kích động, ân nhân, lại gặp được anh rồi, thì ra anh chính là Hắc Long, người đã từng là tổng soái Nam Hoang à, em là fan của anh đó. Giang Thần hơi đẩy tay Đan Thiến Thiến ra. Nhóc con, tôi và cô rất thân sao, tôi là người đã có vợ rồi, cô chú ý một chút. Đan Thiến Thiến không thèm để ý nhiều như vậy. Cậu Giang. Đan Chiến đi đến, đưa tay ra, nói, xin chào, tôi là Đan Chiến, là bố của Thiến Thiến, hôm nay may mà nhờ có cậu, nếu không Thiến Thiến. Giang Thần khẽ phất tay, nói, chỉ là cái nhấc tay tôi, chẳng có gì đáng để nói. Giang Thần. Ngụy Viễn Kiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần cũng nhìn ông ta, bình thản hỏi, ông lại là ai? Ngụy Viễn Kiên gào lên từng chữ, Ngụy Viễn Kiên, Ngụy Quang là anh hai của tôi, Ngụy Chi là cháu của tôi. Ồ, Giang Thần ồ một tiếng. Thì ra là người nhà họ Ngụy à, tôi đang định đi tìm nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đây, đúng lúc các người tự dâng mình đến, nếu đã như vậy, thì cùng giải quyết luôn nào. Mấy hôm nay, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đều một mực chống đối với nhà họ Đường. Giang Thần vốn dĩ định đợi đại hội y học kết thúc rồi thì sẽ đi giải quyết mớ rắc rối này. Nhưng nếu hôm nay đã gặp ở đây, vậy thì giải quyết luôn một thể vậy. Hai bên vừa gặp nhau, mùi thuốc súng đã vô cùng nồng nặc. Đan Chiến kịp thời đứng ra, khuyên can nói, mọi người, có thể nể mặt Đan Chiến tôi, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói không? Không thể nào. Giang Thần mở miệng trước, sau đó bước ra một bước. Trong phút chốc anh đã xuất hiện trước mặt Ngụy Viễn Kiên, nắm lấy ông ta, kéo ông ta dậy, hét lên, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại ra tay với nhà họ Đường. Anh nâng Ngụy Viễn Kiên lên, rồi đột nhiên ném đi, khiến ông ta văng xa ra vài mét. Ngụy Viễn Kiên rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bảo vệ còn chưa phản ứng kịp, Giang Thần đã nhanh chóng ra tay, đánh Hứa Chí và Hứa Vinh đến nằm sấp trên đất. Lúc này bảo vệ mới phản ứng kịp lần lượt ra tay. Nhưng rất nhanh đám bảo vệ đã bị đánh ngã. Một phút sau, toàn bộ người trong tiệm cơm đều nằm la liệt dưới đất. Chỉ có lác đác mấy người là còn đứng. Giang Thần quét mắt nhìn người nằm trên đất, lạnh giọng nói, nhằm vào tôi sẽ tiếp đến cùng. Nếu nhằm vào nhà họ Đường, nhằm vào vợ tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Hãy lập tức hủy bỏ phong sát đối với nhà họ Đường ngay, nếu không ngày mai sẽ là ngày các người phải chết. Giang Thần nâng tay lên. Từng cây kim bạc bắn mạnh ra. Đâm chuẩn xác vào trong người của Ngụy Viễn Kiên, Hứa Chí và Hứa Vinh. Bọn họ nằm dưới đất, phát ra tiếng kêu thê thảm. Giang Thần mỉm cười với Đan Chiến, nói, hẹn ngày gặp lại. Nói xong, anh xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 260.